Website đào tạo Forex gửi tiếp đến nhà đầu tư. Lệnh vừa rồi tôi giao dịch ở trên thị trường, thì nhà đầu tư theo dõi đây thì nhà đầu tư sẽ thấy nhà tại sao các vùng giá mà tôi giao dịch ở trên thị trường thì rất là chuẩn. Đây là điều mà nhà đầu tư cần phải xem xét, cần phải đánh giá và cần phải tìm hiểu và nhà nhận định và đưa ra các giá trị thực tiễn cho bản thân mình khi mà tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex. Thì khi mà các bạn tham gia đâu thì các bạn phải thấy được thực tế của bản thân chúng ta là những người mà nhà thầy ra đi dạy trên thị trường, thì chúng ta phải chứng minh người học viên ở trên thị trường thì họ phải thì nhà có yêu cầu phải bắt người thầy của bản thân họ phải chứng minh năng lực thực tiễn trên thị trường. Thầy mà không chứng minh năng lực thực tiễn trên thị trường thì bản thân thì nhà học viên thì làm sao vận dụng được các cái giá trị thực tiễn này vào trong thị trường. Đây là điều mà bất kỳ một ai khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này cần phải nhìn nhận, cần phải đánh giá, cần phải thì nhà xem xét tận mắt để thì nhà thấy được rõ các mọi giá trị trên thị trường, mà mọi giá trị mà các bạn phải bỏ tiền ra mua áp dụng vào trong thực tế, chứ không phải bản thân chúng ta chỉ thấy những cái giá trị lời nói trên thị trường. Bởi vì như vậy thì khi mà các bạn tham gia vào trong thị trường này thì các bạn chỉ có chết mà thôi. Đây là điều mà nhà đầu tư cần phải nhìn nhận, cần phải đánh giá. Tôi chỉ chia sẻ để cho cộng đồng nhìn nhận, tôi chỉ chia sẻ để cho cộng đồng thấy rõ và gì nhờ tôi cho mọi người thấy rõ được gì nhờ giá trị năng lực ở trên thị trường là thế nào. Ai khi mà bước vào trên thị trường cũng sẽ có những sai lầm khác nhau, nhưng bản thân của mỗi chúng ta có hoàn thiện và gì nhờ để làm sao để mà chúng ta có thể thay đổi và chúng ta có thể thích nghi và chúng ta để bản thân chúng ta không bao giờ bị va vấp ở trên thị trường nữa hay không. Đó mới là điều mà bất kỳ một ai khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này cần phải có được. Đây tôi chia sẻ thực tế để cho nhà đầu tư nhìn nhận. Đó. Thành công trên thị trường Forex không thể nào nhờ chỉ có khi mà gì nhờ chúng ta nghĩ rằng thị trường này đơn giản và dễ kiếm tiền. Xin lỗi, các bạn nghĩ rằng và cho rằng thị trường này đơn giản dễ kiếm tiền thì các bạn chỉ là người mất tiền trên thị trường này mà thôi. Đây là điều mà nhà đầu tư cần phải thấy được rõ được. Website đào tạo Forex xin chân thành cảm ơn nhà đầu tư. Chúc nhà đầu tư giao dịch thành công trên thị trường và gì nhờ mọi người có thể kiếm được ra tiền và nhìn nhận rõ được các vấn đề khi mà các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này. Xin chân thành cảm ơn nhà đầu tư. Chúc nhà đầu tư giao dịch thành công trên thị trường và gì nhờ mọi người có thể kiếm được ra tiền.